Chào toàn thể các bác làm thợ long nhé. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới lui là kinh nghiệm chọn mua chân tầng chuẩn để về lao cầu ong. Thì thời điểm này ngoài miền Bắc ấy, thì nó có cái cây hoa vải thiều chu ấy, thì bắt đầu là có mật rồi các bạn. Cái thứ hai nữa, phấn rất là nhiều. Thì trong cái thời điểm này thì các bác thợ đấy là đang lao cầu đấy các bác. Đấy, còn cái kinh nghiệm chọn mua chân tầng ấy thì nó đơn giản thôi các bạn. Đấy, đối với đây là cái loại chân tầng sáp nguyên chất thì khi chúng ta hàn vào thì các bác thấy thực tế này. Đấy, cái thứ nhất là nó sẽ có một cái màu vàng đều như thế này. Đấy, và cái thứ hai nữa là khi chúng ta lao cầu vào thì con ong nó tiếp nhận rất là nhanh. Đấy, nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là bị ví dụ khoanh một nhúm ở đây. Đấy, con ong thời điểm này lao vào thì khẳng định các bác là cái chân tầng ong lộn chuẩn thì lao vào chỉ tầm khoảng 3 hôm. Đấy, 3 hôm là nó sẽ cơi đầy. Còn khi chúng ta lao cái cầu mới này vào ấy, thì con ong nó sẽ xây lên và đẻ rất là nhiều ở trong cái giai đoạn mật hoa vải thiều. Thì khi mà chúng ta khai thác mật ấy, thì đối với những cái vòng đầu tiên ấy, thì chúng ta vẫn bớt lại. Đấy, chỉ khai thác những cầu cũ thôi. Đấy, còn chân tầng này thì cái thứ nhất là cái hình dạng nhận biết của nó ấy, thì nó là cái sáp chân tầng nguyên chất thì nó sẽ có một cái màu vàng đều nhé. Đấy, màu vàng đều, không bị chỗ này trắng quá hoặc chỗ này đỏ quá hoặc chỗ này vàng quá. Và cái thứ hai nữa là khi các bác mua ấy, mua hàng đâu bây giờ cũng được kiểm tra hàng. Đấy, các bác mua hàng thì các bác có thể là ngửi. Đấy, thì nó sẽ có cái mùi sáp đặc trưng. Và cái chân tầng này thì nó có nhiều loại các bác. Đấy, có loại thì là nó mỏng và có loại là dày. Đấy, còn bác nào mà muốn mua cái loại sáp chân tầng mà chuẩn đấy, như em quảng cáo trên video này thì có thể là liên hệ với số điện thoại để góc màn hình video ấy. Đấy, 10 cái thì đều như cả 10 và đặc biệt là khi các bác lao cầu vào thì con ong nó tiếp nhận rất là nhanh. Đấy, cái tỷ lệ mà nó ra những cái cầu chuẩn đấy, rất là đẹp. Đấy, cầu nó sẽ xây lên là vuông vắn. Đấy, toàn bộ là vuông vắn và đẹp nha các bác nhé. Đấy, con sáp chân tầng này thì giá tiền của nó thì nó chỉ có vài nghìn đồng trên một cái thôi các bác. Đấy, vài nghìn đồng rất là rẻ và trong cái thời điểm này thì bắt buộc là các bác phải lao cầu rồi. Đấy, ví dụ như những cái đàn ong như thế này thì là bắt buộc là phải lao. Đấy, không thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị chia đàn các bác. Đấy, đàn này thì hiện tại nó đang ở cái thế là 4 cầu. Bây giờ là lao lên thêm một cầu nữa là 5 các bác nhé. Đấy, còn cách lao thì nó đơn giản thôi. Đấy, lao thì chúng ta sẽ lao trực tiếp vào cái khu vực giữa cầu ong. Đấy, sau khai thác mật thì chúng ta có thể là đảo đều. Bắt đầu có mật rồi các bạn. Cầu rất là đẹp. Đấy, thì chúng ta sẽ lao khu vực giữa, còn thước thì sau sẽ bỏ sau các bạn. Đấy, thước thì tầm khoảng 2 ngày hoặc là 3 ngày thì chúng ta sẽ bỏ. Đấy, để bắt đầu nó xây lên thì kiểu gì nó cơi ra. Những cái cầu này là cầu cũ này các bạn ơi. Cầu cũ thì con ong trong cái thời điểm này thì chúng ta vẫn phải giữ lại 1-2 cái cầu gọi tối tối để sau nó đổ mật vào nó nhiều các bạn. Cầu mới thì bây giờ chúng ta lao vào thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là con ong nó xây lên, con ong chú nó đẻ nhiều cầu mới các bạn. Ví dụ như cái đàn này thì bây giờ lao vào thì với cái số lượng quân đông như thế này thì chỉ có vài hôm là ok. Ong sẽ lên hết này các bạn. Đây, cầu mới này, cầu mới nó đẻ rất là ác này các bạn. Này đẻ kín cầu luôn. Đấy. Còn cách lao cầu thì đơn giản thôi. Đấy, lao cầu thì chúng ta sẽ lao vào giữa khoảng giữa hai cầu này nhé các bạn nhé. Đây này. Ta sẽ lao vào giữa đây. Và kéo sát, còn chỗ nào bỏ lẹp thước thì chúng ta vẫn lẹp các bạn. Đấy, chỗ nào lẹp thì chúng ta vẫn lẹp. Còn ong bây giờ nó đủ các thế hệ rồi, ví dụ quân già, quân non chẳng hạn, đầy đủ hết. Ong non ở nhà thì xây chân tầng, còn ong già thì đi lấy mật, lấy phấn. Đó, như vậy là xong một tổ. Tổ này bây giờ là hiện tại là 5 cầu các bác nhé. Đấy, và bây giờ lao thì không phải cho ăn nữa rồi. Đấy, con ong nó khác tự kiếm mật và nó sẽ phát triển. Đấy, đây là một cái sáp chân tầng nguyên chất. Đấy, cũng như chia sẻ cho các bác cách nhận biết sáp chân tầng cũng như là chọn mua ở những cái cơ sở đáng tin cậy. Ok nhé, chào các bác ạ.